Hello, chào anh em nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Thợ Xây của Nguyễn Trúc Vinox nhá. Hôm nay là lại tiếp tục hướng dẫn anh em thợ trẻ chúng ta vào nghề cách làm sao để đắp được cái cỏ cột có lòng phào vớt ở dưới anh em nhá. Anh em chú ý quan tâm và theo dõi kênh mình nha. Nhớ đăng ký kênh Tem Thợ Xây mình nhá. Đăng ký kênh. Làm gì ạ? Vâng anh em ơi, mình sẽ đắp cái cổ cột này anh em nhá. Chi tiết nó nhá. Nó sẽ có một cái lòng phào vớt ở dưới này. Nó sẽ xong rồi nó như thế này, lòng phào vớt này. Thân hai thân đẹp. Thân búng anh em nhá. Còn cái này là cái hoa văn thì phải thợ nghệ nhân mới đắp được anh em nhá. Đắp keo nó chắc là gắn keo là gắn. Khi làm cái phòng thảo vớt này anh em nó dày, cái phần dưới nó quá dày anh em nên ốp gạch hoặc là đóng đinh bê tông vào nhá, để đảm bảo cái cột anh em nhá. Đây, toàn thợ trẻ làm kinh nghiệm, làm khéo tay lắm anh em. Không hiểu sao nó thiết kế là xong nó lại cho cái ống nước nồi ra, nó không ngậm vào trong cột luôn nồi này. Cái cột rất xấu nhá. Nước. Đây là công trình nhà nước anh em. Thế mình không ấy được, không thay đổi được. Rất nhiều đẹp thì. Vâng anh em, sau khi mình đã cắn được cái nước gạch á thêm một nước đinh vào anh em nhé, nó có chân nó bám đắp rất dày ấy, anh em ạ, tầm 5-6 phân nổi cái vớt ạ, vớt nó sẽ cuốn tròn từ đây cuốn phát lên đây, vớt ở giữa ở đây này nó mà vớt vào đây đấy. Đây, từ đây 5 phân lên này nó tròn đây đấy, vớt lên đây nó vòng vào vào vớt lên bằng cái mép này vớt xuống anh em nhé, rất dày anh em. Từ nhà nước bây giờ thì nó nước bây giờ bảo trì rất nhiều anh em. Cũng như công trình nhà dân nữa. Thì nói là cái khả năng rất nổi tạo cổ ngày xưa. Thế xã hội bây giờ nó lại phân ra nhiều việc. Có những anh sinh ra khuôn thảo, khuôn cột quay sẵn vào anh em dứt lên luôn. Và em thì em muốn chỉ bằng tay. Và em đây là cũng có thể hiện đẳng cấp tay nghề. Tay anh em ạ. Bây giờ cứ khuôn hết thì anh em thợ rồi, những anh em thợ tay nhỏ người ta không được việc nào. Nay mai nó còn xuất chuyển ạ. Cái gì gắn là nay mai là không đắp được. Nay mai cuộc đời con cháu mình trong này nó không có cơ hội để mà làm thảo ạ. Toàn những đồ khuôn ngủ trước nó. Đâm ra nó đơn giản quá, nghề xây dựng mình đâm ra nó lại đơn giản quá anh em ạ. Khâu bôi nước, bột dầu, nước màu và mình đắp đây nha. Chỉnh nhà nước này các bác, em quay cho các bác xem nha, mới cái tường, móc cửa sổ của anh em. Cửa sổ rất hầm hố rồi. Tường đắp đầy hết các bác ạ. Sưu tầm toàn thợ trẻ rồi các bác nhá. Thợ trẻ làm kéo tay các bác. Và đây là cái thợ trẻ đang vuốt đường ống tơ, đường búng á. Vuốt đường ống tơ, đường búng nha. Ra là những cái số đắp này. Bỏ quấn này, búng này, nghẹt này, quỳnh này. Nhiều lắm các bác ạ, nhiều kỹ thuật lắm. Rất nhiều kỹ thuật và đây là công trình nhà nước đây các bác nha. Mẹ có thể mời đi ăn bữa đấy anh. Quá đẹp. Không nhiều bữa. Nhiều bữa. Đó,
gọi là chân díu đóm đi ạ. À ở thôi lúc đấy thì không phải ấy nữa. Năm đã tới rồi. Nước này anh em nha, đắt này nước phẩm. Phẩm nước này vớt lắm anh em. Quý em nó gọi là lòng thảo vớt các bạn. Thì các bác cũng gọi lòng thảo gì các bác phổ biến cho em mà. Quý em nó gọi là thảo vớt. Nếu đang là thảo dưới là thảo lồi, trong kia nó vớt lên thành thảo vớt. Không phải vớt kiểu tách biệt ra là lồi với thảo lòng máng đâu. Nó vớt lên đều luôn ạ. Dưới lồi trên vớt luôn lên thành máng ạ. Đều luôn, cuốn đều luôn gọi là vớt. Anh Thọ đắp chiếu chỉ chuyện rút đây các bác muốn tham khảo qua cái chiếu chỉ chuyện rút ạ, thì em có video em làm đó, các bác cứ vào phần kênh của em ấy, các bác tìm trong các video á. Cột này tầm 5 triệu rồi. 5 triệu rồi, không biết là tôi rồi các bạn này. Nào, kỹ thuật lắm. Hơi các bác ạ, đang chuyện lưng tập tác hơi. Đấy, thổ sơn quét quét hồ dầu, quét màu các bác ạ. Tập tác hơi các bác nhá. Để chuẩn bị mở tiệm massage, tiệm tác hơi, tập quất. Đấy. Công quét nhá, quét cái lòng máng nhá anh em nhá. Dày quá anh em ạ, dày quá dày luôn. Nếu anh em mình là cái tầm nõm lòng máng này, anh em mình phải làm cho nó sâu sâu tí thì nó tạo ra cái độ ớt. Dưới kia là cứ để em trang tầm như thế này anh em nhá, tầm như này 5 cân thôi, đánh cái vòng cua của nó cho tròn tròn, nó vuốt lên là được. Đắp dày quá, sau này đắp cái thứ hai cái thứ ba là không đắp được đâu anh em. Giống cái hình của anh ạ.
rất kỳ công. Vật này. Đắp cái này nó mới ra hình này, đắp nó có dốc nó thì nó mới ra hình đó. Mình tính là mình làm bóng như này đẹp cho nó là rồi anh em nhá. Cô mình bắt đầu mình lấy thuốc các thứ mình tiểu tót làm bóng rất là được anh em nhá. Không làm hay múa dẻo dẻo như là quan công một kiếm các bạn ạ. Cuốn những bước còn bước cuốn nhìn rất đẹp, quan công như quan vũ múa đào. Góc này nó nhìn nó đẹp đẹp đấy, nó ta hay. Góc này này, ăn vào góc trên này vừa. Đấu nhau thì nó bẹt. Góc trên này nó cũng bẹt. Uống nước quay nó điểm nhìn nó được là quá đẹp rồi. Hôm nay nó là bao nhiêu nữa này? Nó nhiều ấy nhỏ, thế lại có tiền rồi. Có tiền lại tình hình. Thôi bỏ đi mà làm người em ạ. Không vất lắm. Làm người cứ suốt ngày chui rủi mệt lắm. Hàn đeo vào năm rồi, bốn lọ nhỉ. Ê. Tết cũng dám về nhà đâu. Đây đấy ạ. Không dám về mà. Mùng 3 Tết đảo phải điện về. Mà độ cũng không thấy gọi về. Tết nhận cũng chả thấy gọi về. Không đảo phải gọi về. Dù gì thì vẫn là em mình chả bỏ được đâu. Gọi về sống chết. Biết nhìn lũ cong nó thế nào không? Cắt tù mồ xong ra ngó. Vậy đó, cắt tù mồ nó đi cái thứ cả là nó đỡ cho nó nóng đấy, nó đỡ cho nó bảo đặt xe xuống thế nào nó dạy. Kỹ thuật này nó vất lắm các bạn, nên là kỹ thuật nó tỉ mỉ, thợ phải toàn thợ kéo tay mới làm được. Góc này đẹp lắm, đẹp lắm không? Đây là như là đóng đinh rồi đấy, dày quá đấy. Nếu đóng đinh các bác em đố các bác để cướp vuốt được như thế, vuốt thì nó rơi rồi, nó chả cột chân, cột nõ ra rồi đất rồi. Cướp xuống thì nõ. Mình đắp này dày quá, mình cẩn thận hơn, mình khoan dâu, mình cắm dâu, cắt đinh dâu ngắn ngắn rồi là cắm vào. Không đây không thì lấy đinh bê tông, đinh đóng vào để đảm bảo là mình trong lúc thi công nó không tột, nó không rơi. Nó có điểm bám, đinh nó bám vào trong rồi các bác. Cũng như cái nòng pháo lồi thế các bác mà làm nó dày quá rồi các bác không đóng đinh không thì kiểu gì nó tột. Các bác vuốt nó càng dí thước vào, dí thước vào nong chân nó rơi. Thằng nào ném mày, thằng này ném mày, mày tao ném mày lại ném tao. Một mình ném một chỗ nó không bội như hai thằng đâu. Ui, bên này ném xong bay em đi kì ném bay sang bên này chẳng vào. Mà đây là nó ép bên này thì dụng mẹ đi đúng không? Ngại rồi, nó nhẹ.
nhanh quá. Cái đầu tiên cũng muốn làm nhanh quá đó. Không, nghĩa là nó bảo là làm. Nó bảo là làm. Nghĩ ra tôi thắng hẳn cái kia này à? Đó là một người. Hai người làm cái này nó ít quá. Cứ chạy quanh rồi. Cứ ép không. Đẹp không? Đó, vâng anh em, đây là cái mẫu lòng phào vớt nha anh em nhé. Đấy, sau đó nó vớt nó sẽ như thế này anh em ạ. Sẽ như thế này nhá anh em nhá. Đấy, đây là anh thợ trẻ anh đã làm đấy. Tay nghề cũng khá cao, đều, đẹp. Vớt cũng đẹp nha anh em nhá, bóng đẹp. Anh em nào mới qua kênh mình nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhá. Mới qua kênh mình nhớ để lại cho mình xin một lượt đăng ký kênh, một like, một bình luận kênh. Nếu video hay và hấp dẫn thì nhớ chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng theo dõi nhá. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình nhá. Nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thợ Sơn mình nhá. Đăng ký kênh nhá.